mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lão Điền. Nhà Tiểu Điền là gia đình Phật hóa, gia cảnh tuy không giàu nhưng cuộc sống rất hạnh phúc, tự tại. Nguyên nhân Tiểu Điền phát tâm học Phật bắt nguồn từ câu chuyện ly kỳ của phụ thân cô. Phụ thân Tiểu Điền, từ đây xin gọi là Lão Điền, là một nông phu miền Nam điển hình, có đủ phẩm hạnh siêng năng cần lao cố hữu của một nông gia. Hàng ngày thấy mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cứ thế mà sống qua năm tháng. Hôm nọ nhà nông tất bật với vụ mùa nên Lão Điền phải làm miệt mài đến 11 giờ khuya. Xong việc, ông lê bước mệt mỏi, vừa quẹt mồ hôi vừa đi trên con lộ nhỏ quen thuộc để về nhà. Đang đi mãi miết tới khúc quanh, ông bỗng thấy xuất hiện mấy bóng đen xông thẳng vào mình. Chúng còn quát lên âm thanh khàn khàn: Đừng lại, không được đi. Thoạt nhìn, Lão Điền cho rằng mình đang gặp bọn cướp, liền vung cuốc lên hung hăng đánh nhau và bữa trúng một người trong bọn họ. Chỉ nghe vang lên một tiếng chảng, rồi không thấy mấy bóng đen kia đâu nữa. Lúc này Lão Điền sẵn trớn, còn vung cuốc đập bừa vào chung quanh thêm mấy cái nữa. Nhưng loáng một cái, bỗng hóa ra đánh vào đỉnh đầu mình. Thế là sau đó xảy ra việc chi, ông cũng không nhớ được. Thực ra mấy bóng đen đó là những chúng sinh thuộc cõi quỷ, chính là quan gia trái chủ đời trước ở trên chiến trường từng bị Lão Điền sát hại. Họ ôm lòng oán hận không nguôi nên lúc nào cũng chờ dịp để báo thù. Theo lời vợ Lão Điền nhớ lại kể thì diễn tiến sau đó như thế này: tối hôm đó gần 12 giờ tôi đang ngủ, đột nhiên ngay trong bếp cầm thanh vang lên: ta sẽ giết người, ta sẽ giết người. Khi tôi chạy vào bếp á, thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi bủn rủn cả người. Té ra là ông xã Tuấn Tú nhà tôi đang nổi điên. Ông vừa hướng không trung chém loạn xạ, vừa hỏi inh ỏi. Lúc ấy tôi sợ đến phát run cầm cập. Sau đó thì tôi hô quán nhờ láng giềng sang hỗ trợ, phụ đưa ông xã tôi tới bệnh viện. Sau chuyện này, bà con chòm sớm bàn tán xôn xao. Họ nói: ông lão này ông điên rồi, đập phá tùm lum hết à. Tội nghiệp quá. Tội nghiệp cái gì mà tội nghiệp. Ông phát điên rồi đó. Ngay đây tôi xin nhắc nhở mọi người, lúc đi đường trong đêm tối mà nhìn thấy bóng đen, hoặc khi đi qua nghĩa trang hay nhà bỏ hoang, nếu như trong lòng cảm thấy sợ thì tốt nhất nên niệm Phật hoặc tụng chú. Làm như vậy không những giúp tiêu trừ mọi hoảng sợ trong tâm mà còn giúp ích nhiều cho những chúng sinh mà mắt thịt không nhìn thấy được. Lão Điền đi một trận tới 30 năm. Mãi đến mấy năm gần đây ông bắt đầu nghe giảng Phật pháp. Sau khi thọ tam quy y rồi, bệnh tình mới dần chuyển tốt. Tiểu Điền vì lo cho phụ thân mà phát nguyện ăn chay, thường cùng với mọi người tổ chức phóng sinh, in kinh Phật, kiên trì tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho phụ thân, hy vọng ông có thể sớm hồi phục. Nhờ con gái cố gắng như vậy, bệnh tình Lão Điền ngày càng ổn định, tư duy dần dần hồi phục bình thường. Hiện nay Lão Điền giờ giờ phút phút đều kiên trì niệm Phật, tâm vô vọng niệm. Mặc dù sinh hoạt chưa hoàn toàn tự lo, nhưng sống rất hạnh phúc, an lạc. Nếu khéo tu kiên trì, không lười mỏi, thì cuối cùng cũng có ngày thoát khỏi biển khổ sinh tử. Phật pháp giống như thái dương, không những phá tan si ám mà còn sưởi ấm nhân gian. Quan trọng là bạn có chịu mở lòng ra để đón nhận hay không. Nguyện tất cả chúng sinh đều có thể tin theo, thọ trì theo lời Phật dạy để khai mở trí tuệ, sớm được ánh dương chiếu soi, tiêu tan si ám. Chuyện... ha ha ha,